Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với người chơi đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Dạ cháu xin chào trường quay và MC ạ. Cháu là Hà Thị Ánh, cháu ở Hà Nội ạ. Cháu tham gia chương trình với mong muốn là học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm và phát triển bản thân ạ. Dạ cháu xin cảm ơn ạ. Sau đây mình sẽ thông qua với bạn một lượt chơi của chương trình. Chương trình của chúng ta có tất cả 15 câu hỏi, trong đó có 3 mốc quan trọng là mốc 5, mốc 10 và 15. Bạn sẽ có 3 quyền trợ giúp, đó là 50-50. Gọi điện thoại cho người thân, họ đồng hành với bạn. Và kể từ câu số 6, bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến hai nhà thông thái. Thưa quý vị, người chơi của chúng tôi đã sẵn sàng. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Câu hỏi đầu tiên: từ nào sau đây viết đúng chính tả tiếng Việt? Chắc chở, chắc chở, chắc chở, hay là chắc chở? Dạ đáp án cuối cùng của cháu là bò, chắc chở. Chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 2. Từ nào sau đây viết đúng chính tả tiếng Việt? Trải chuốt, trải chuốt, trải chuốt, hay là trải chuốt? Xin mời bạn. Dạ đáp án cuối cùng của cháu là A, trải chuốt ạ. Hoàn toàn chính xác. Chúng ta đến với câu hỏi số 3. Trong câu mở đầu một ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ta mang cho em một đóa ba chấm gì? Quỳnh. Ta mang cho em một đóa đào, hay là 10 giờ? Ta mang cho em một đóa quỳnh. Đáp án A, đáp án cuối cùng của cháu là A, quỳnh ạ. Hoàn toàn chính xác. Câu hỏi số 4. Loại bột nào sau đây không được dùng để chế biến thức ăn? Bột mì, bột gạo, bột giặt, hay là bột năng? Dạ, đáp án cuối cùng của cháu là C, bột giặt ạ. Xin mời vỗ tay ạ, hoàn toàn chính xác. Câu hỏi số 5. Tóc sâu thường có màu sắc tự nhiên chủ đạo là gì? Nâu, vàng, đỏ, hay là trắng? Tóc sâu thì thường đi màu trắng. À, đáp án cuối cùng của cháu là D, màu trắng ạ. Chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Bạn đã vượt qua câu số 5. Phần thưởng của bạn bây giờ đang là 2 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 6, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên 3 triệu đồng. Và kể từ câu số 6, bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến hai nhà thông thái. Bạn sẵn sàng đến với câu số 6 chưa? Rồi, chào giám khảo. Xin mời câu hỏi số 6. Tấm bia đá Trấn Ải có câu: bình nhất Hà, Việt Nam quốc thổ. Đất Việt Nam yên bình nhất là ở đây, được dựng tại nơi nào? Đồn biên phòng Pha Long, Lào Cai. Tấm bia đá Bản Dốc, Cao Bằng. Cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn. Hay là cột mốc số 0, Điện Biên. Tấm bia đá Trấn Ải có câu: bình nhất Hà, Việt Nam quốc thổ. Việt Nam dựng tại nơi cháu đang phân vân giữa Lào Cai và Lạng Sơn, nên cháu sẽ dùng trợ giúp 50-50 ạ. 50-50. Chúng tôi xin nhờ máy tính bỏ giúp đi hai phương án không chính xác ạ. Thế này cháu nghiêng về đáp án A nhiều hơn. Thì đáp án cuối cùng cháu xin chọn A, đồn biên phòng Pha Lao. Phương án A. Và đáp án đúng của câu này à, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 7. Bảo tàng thiên văn học lớn nhất thế giới hiện nay được đặt tại thành phố nào? California,
Thượng Hải, bảo tàng, bảo tàng thiên văn học lớn nhất thế giới hiện nay được đặt tại thành phố câu này cháu không có đáp án, cháu xin dùng trợ giúp của nhà thông thái ạ. Hỏi ý kiến nhà thông thái. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng các nhà thông thái ạ. Tôi xin trợ giúp câu hỏi này là đáp án B. Với câu này tôi trợ giúp cho bạn đáp án là B. Cháu cảm ơn hai nhà thông thái ạ. Vậy đáp án cuối cùng của cháu là B ạ, Thượng Hải. Phương án B. Trao đổi nhanh như vậy, đôi khi chúng tôi không kịp ngăn cản. Câu trả lời chính xác của câu hỏi này sẽ có sau ít phút nữa. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Ai Là Triệu Phú. Câu B. Và đây là một đáp án. Và phương án B là phương án chính xác. Xin chúc mừng bạn. Bảo tàng này rộng 40.000 mét vuông và có hình dáng thiết kế độc đáo với 3 đường vòng cung chồng lên nhau ám chỉ các cái quỹ đạo của các thiên thể. Xin mời câu hỏi số 8. Đảo Guam là lãnh thổ hải ngoại tại khu vực Tây Thái Bình Dương của quốc gia nào? Anh, Pháp, Mỹ hay là Nga? Đảo Guam, lãnh thổ hải ngoại khu vực Tây Thái Bình Dương của quốc gia cháu đang nghiêng về đáp án C là Mỹ. Vậy đáp án cuối cùng của cháu là C, Mỹ ạ. Bạn đã chọn câu C. Riêng với câu này thì câu trả lời C hoàn toàn chính xác. Đảo Guam cách đất liền Mỹ là 12.000 km và cách New York là 19 giờ bay, là lãnh thổ hải ngoại xa nhất của Mỹ và là nơi Hoa Kỳ coi như tiền đồn quan trọng, đặt nhiều căn cứ quân sự tại đây. Và trong các cuộc chiến tranh của Mỹ mà diễn ra quanh trong khu vực Thái Bình Dương thì đây gần như là một căn cứ chuyên để đậu đỗ và sửa chữa cũng như hậu cần cho rất nhiều các tàu chiến nằm ở đảo Guam. Xin mời câu hỏi số 9. Họa sĩ Việt Nam nào là tác giả bức tranh Mona Lisa phỏng theo kiệt tác của danh họa Leonardo da Vinci? Vũ Cao Đàm, Lê Thị Lựu, Mai Trung Thứ hay là Lê Phổ? Bức tranh Mona Lisa. Cháu xin dùng một sự trợ giúp. Gọi điện cho người thân. Gọi điện thoại cho người thân. Rồi, chúng ta đã có tín hiệu. Tôi xin được trợ giúp cho bạn. Đấy là đáp án C. Cháu cảm ơn ạ. Đáp án cuối cùng của cháu là C ạ. Mai Trung Thứ ạ. Phương án C. Và đây là một đáp án. Xin mời vỗ tay ạ, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 10. Hội chứng hoa tulip là sự kiện lớn từng xảy ra ở quốc gia nào vào thế kỷ 17? Iran, Hà Lan, Canada hay là Ai Cập? À,
câu 10 cũng là một câu quan trọng. Cháu xin dùng một sự trợ giúp. Hỏi ý kiến bạn bè ạ. Người đồng hành với bạn. Trợ giúp cho người chơi của chúng tôi, mời bạn. Với câu này tôi trợ giúp cho bạn đáp án là B. Cảm ơn bạn. Vậy đáp án cuối cùng của cháu là B, Lan ạ. Câu B là đáp án cuối cùng của bạn. Và đây là một đáp án. Và phương án B là phương án chính xác. Xin chúc mừng bạn. Có lẽ là lúc đấy hội chứng hoa tulip nó cũng na ná như là hội chứng lan đột biến bây giờ. Đại khái là nó cũng được thổi giá lên rất nhiều và nó có nằm ở trong một cái quy luật, đó là tìm ra ai là người dại dột cuối cùng. Bạn đã vượt qua câu số 10. Phần thưởng của bạn bây giờ đang là 22 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 11, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên 30 triệu đồng. Bạn sẵn sàng đến với câu 11 chưa? Lâu lắm tôi mới được ký xét. Và cháu cảm ơn. Xin mời câu số 11. Nguyên tố hóa học nào có tên gọi bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp nghĩa là mặt trăng? Beryli, seleni, vanadi hay là niobi? Nguyên tố hóa học. Có thể mỗi một cái tên nó thoáng qua đầu chúng ta, nhưng mà để lại chúng ta những ám ảnh. Và sau đó anh em mình hay bị gọi là cảm thấy quen thuộc khi đọc lại nó ở đâu đấy. Đã rất nhiều người chơi của chúng tôi mắc phải cái lỗi này khi họ thấy một thông tin quen quen, họ đã nghĩ rằng thông tin đấy là thông tin đúng. Câu này cháu chưa gặp bao giờ, cháu xin chọn theo sự may mắn của mình là đáp án A. Bạn đã lựa chọn phương án A. Liệu may mắn còn tiếp tục mỉm cười không? Phương án trả lời chính xác sẽ có sau ít phút nữa. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Ai Là Triệu Phú. A là đáp án cuối cùng của bạn. Riêng với câu này thì câu trả lời đó là phương án B. Được nhà hóa học người Thụy Điển John Jacob Benzelius phát hiện vào năm 1817. Ông tìm thấy nguyên tố này gắn liền với nguyên tố là telluri, đặt theo tên của trái đất, nên gọi là seleni. Hơi đáng tiếc một chút, nhưng mà đây là một cuộc chơi. Có thắng có thua thì cũng không vấn đề gì cả. Và xin thay mặt chương trình, tôi sẽ gửi tặng bạn tấm séc của bạn. Cháu cảm ơn. Vâng, bạn là một trong những người chơi rất xuất sắc của chương trình Ai Là Triệu Phú. Rất cảm ơn bạn vì đến tham dự chương trình và có một phần thi hết sức xuất sắc. Và đây là phần thưởng rất xứng đáng với bạn.